Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lòng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 157 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn, hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với tập 157 Ngược về Minh chiều ngay sau đây. tiếp theo phần trước lại nói lúc bây giờ thành kể vận và sở linh đang bàn tán về liên nhi thành kể vận cười nói nói nàng cao minh chính là cao minh ở chỗ này này muội nhìn ra rồi thì sao chứ đích thực nàng ấy đã chịu khổ nàng ấy cũng thật sự là gánh chịu mà ai dám nói những lời này với đại nhân thì chính là châm ngòi ly gián muội nhìn ra cũng chẳng có cách gì cả muội nói có cao minh hay không có điều mã liên nhi thật sự yêu đại nhân rất sâu đậm muốn có được thâm tình của đại nhân và sự yêu chiều với con cái của mình cũng không có gì đáng trách cả lúc bắt đầu ai cũng chê ta chỉ có liên nhi của vũ ta cả cho đại nhân chính là vì nàng yêu đại nhân sâu sắc biết được sợ trợ giúp của ta đối với đại nhân biết đại nhân nhà lớn nghiệp lớn nên cần vài người trợ giúp đắc lực ta cũng rất tán thưởng năng lực và tâm kế của nàng thành kể vận dứt lời thở dài xa xăm rồi lại nổi lòng đố kỵ đáng tiếc thật cho dù bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không bằng có may mắn bất luận là nàng hay là ta phí hết tâm cơ dùng hết thủ đoạn Chẳng phải cũng chỉ vì có được lòng tức thương của đại nhân thôi hay sao Nhìn xem bản lĩnh của Hồng Nương Tử Người ta lớn đến đâu kìa Vừa thấy đại nhân thì mũi không phải là mũi Mắt không phải là mắt Động một chút là rút kiếm chĩa vào đại nhân Đại nhân lại vội vàng đuổi theo nàng ta Hừm, Đi thôi Đại nhân đang kê biên tài sản của ảm ra trong kinh thành rồi Lần này cũng chẳng xảy ra chuyện lớn gì cả Nhân cơ hội này chúng ta đi Thanh Châu Ta xem thử coi Hồng Nương Tử Cô ta khoe khoang khoác lắc đến cuối cùng Là muốn chọc lối thủng gì để đại nhân đi vá đây còn hơn 10 ngày nữa là qua năm mới rồi Lý Đại học sĩ đã xin nghỉ phép muốn về quê thăm người thân Hoàng thượng phê chuẩn rồi Chuyến này cũng phải đầu xuân mới có thể trở về được Ừ Lý Đại học sĩ nghĩ thông suốt rồi Hiện nay một mình Lưu Cấn đang nắm giữ triều cương Ông ta giả vào cầm điếc thì cũng được thôi Bây giờ Lưu Cấn Đang tiến hành một đợt trình đốn quan lại lớn Lý Đại nhân lại muốn về quê thăm người thân Ông ta không sợ khi về kinh rồi Thì quan lại trong kinh sư đều đã thay đổi hoàn toàn Không thể nào tu lại nước non sư được nữa hay sao Dương Lăng nhận lấy chén trà thơm mà Tiêu Phương đưa qua, nhướng chân mày nói: "Gần tới cuối năm, dân chúng đều đổi y phục mới, mũ mới, dọn dẹp phòng ốc chuẩn bị đón Tết. Lưu Cẩn thì cũng đang bận rộn loay hoay trăm công ngàn việc, ngay cả việc chuẩn đón Tết cũng không quan tâm nữa kìa. Ông ta chạy tới chạy lui trong cung ngoài cung, mọi việc đều tự làm, bận rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ thanh lý các nhóm quan viên mà." Tiêu Phương khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên, còn chuyện của công chúa, ông ta vẫn ngậm miệng không nói, theo dõi diễn biến. Dương Lăng theo đuổi chính trị trước nay vẫn luôn đi ngoài rìa Lần này vì mạo hiểm diệt chiếu Lưu Cẩn nên phải bước đi quá xa Dù có thể một chiêu diệt gọn Lưu Cẩn cũng sẽ để lại rất nhiều hậu hoạn trong quan trường cho bản thân chí ít hắn không thể danh chính ngôn thuận tham dự chính sự được Như vậy thứ mà hắn có thể dựa vào chỉ có một sự đó là sự tín nhiệm của Hoàng đế Và nghĩ cách trở thành người đại diện cho lợi ích đoàn thể lớn nhất Từ đó mới dần dần tạo ra sức mạnh ảnh hưởng đối với triều chính Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thực quyền hơn nữa vẫn luôn giấu mình sau màn tiến có thể công, lui có thể thủ, vĩnh viễn không có khả năng vì người ta công kích nên chính đàn. Từ xưa tới nay, lão đại trên chính đàn sau bức màn như vậy cũng có, nhưng chỉ dựa vào sự tín nhiệm của hoàng thượng thì khó tránh khỏi nguy hiểm, cần phải có một đoàn thể lợi ích khổng lồ chỉ nghe lệnh một mình hắn thì mới có hiệu quả được, tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn nhưng lại không có động tĩnh gì đối với hoàng đế, đối với triều chính, đối với quan viên. Dương Lăng nhíu mi, thất vọng nói: Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa cũng cúi đầu trước Lưu Cẩn rồi hay sao? Hề, vốn dĩ là những quan viên có khí tiết. Dương Lang lắc đầu, Tiêu Phương thăm dò, ghé sắt đầu lạnh, nhỏ giọng nói: Quốc Công, chị e kế lạt mềm buộc chặt của quốc công đã bị Lý Đông Dương nhìn thấu rồi. Dương Đình Hòa là người mà ông ta tiến cử vào nội các, ông ta muốn tránh gió mà có thể không nói cho Dương Đình Hòa hay sao? Ta thấy quốc công cũng nên dần dần triển khai phản kích đi thôi tuy nói con Lưu sĩ kiệt bên cạnh lưu cẩn phối hợp có thể giúp quốc công và ngỡ ngẩn để mà lừa đảo thế nhưng người giỏi dưới tay của lưu cẩn cũng không ít đâu lý đông dương nhìn ra được sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ nhìn ra được hơn nữa nội sưởng đã rơi vào tay của lưu cẩn đã gần cuối năm rồi đến lúc đó vương hầu công khanh huân thần hoàng thân sẽ chén trúc đến nội sưởng chiêu hoa hồng lưu cẩn tất nhiên sẽ biết mánh khóe của quốc công quốc công sắp xếp khéo léo Chắc ông ta cho rằng đây chỉ là do trước khi giao lại quyền lực quốc công không cam tâm nên thừa cơ tham ô một mớ. Có điều cũng khó bảo đảm sẽ không nghi ngờ quốc công còn có âm mưu khác nữa. Nếu như ông ta dám trở mặt điều tra quốc công sẽ lâm vào thế bị đóng. Cho nên hiện tại là lúc đại nhân nên xuất hiện trên quan trường lần nữa để phát tín hiệu cho mọi người. Dương Lăng trầm ngâm nói Tội trạng của Lưu Cấn vẫn chưa đủ để lật đổ ông ta. Ta lộ diện trước có làm cho ông ta cảnh giác hay không đấy Tiêu Phương cười ha ha, vút dao nói: "Chính vì tội trạng chiêu đủ nên hai người Lý Đông Dương và Dương Đình Hoa mới lặng lẽ chuẩn đi, nội các không thể không có lấy một người môn hạ chưa đành ở lái, nhưng chỉ còn lại một mình ta thì Lưu Cẩn không còn cố kỵ gì nữa rồi." Dương Lăng cười khổ nói: "Vậy thì sao chứ, chỉ tra xét ảm phủ mà thôi, cùng lắm thì điều tra thêm chuyện tham ô của tang phạt khố, trước sau chỉ vài ngày thì có thể hoàn thành được rồi, chỉ e đến lúc đó cuộc thanh trừ của Lưu Cẩn với quan viên vẫn chưa chấm dứt đâu." Tư phương đa mưu túc trí nói Không không công sự này không thể hoàn thành được Hiện tại quốc công phải cắm một chân trong chiều Tùy theo hoàn cảnh mà làm việc Bất cứ lúc nào cũng có thể rút cái chân này ra Khi cần thiết cũng có thể một bước tiến vào Quốc công không thể tham chính Thế nhưng có thể làm không sai nha Có vấn đề gì thì có thể tham chính bất cứ lúc nào được cho nên cái chức khâm sai này có đánh chết cũng không được giao ra kìa. Hoàng thượng chẳng phái đã giao cho ngài cha xét làm phủ hay sao? Vậy thì cha xét đàm phố rồi cha tăng phạt khố Cha xong kho tăng phạt Ảm ra có chuyển số tiền tham ô từ tăng phạt khố về nhà cũ hay không Nghe nói ông ta mua ngàn khoảnh rộng tốt ở quê cũ Bá Châu Sao có thể buông tha được chứ Qua năm rồi thì đại nhân cứ rêu rao rằng Phải rời kinh đi điều tra Bá Châu kìa Bá Châu Nhà của anh Nhi sao Trong lòng Dương Lăng dao động Ngực đập lên hồi Đi Bá Châu có thể gặp được Hồng Nương Tử Nàng sẽ không rút kiếm trẻ vào ta lần nữa đấy chứ người của ta đã mất dấu rồi vừa hay đi bá châu có thể tra xem rút cuộc nàng muốn làm cái gì nghĩ đến đây dương lăng vui vẻ gật đầu tiêu các lão nói rất đúng chỉ cần kéo dài thời gian thì dù thế nào cũng kéo được vài tháng trong khoảng thời gian này lưu cẩn vinh váo đắc ký tất nhiên có thể tạo ra không ít cơ hội cho chúng ta cũng không phải mở bóng dáng của ta trong chốn quan trường được tiêu phương cười nói chính thế chính thế lưu cẩn không ngừng làm ra những chuyện ngang ngược bên trong kinh làm ra những chuyện trời dẫn dân oán tất phải bị giết thôi cho dù ông trời có chiếu cố trong tình huống bình thường thì thời cơ này cũng phải đợi thêm năm bảy tám năm thế nhưng bây giờ lý dương thì đã rời kinh cố ý dọn chỗ cho lưu cấn để ông ta tăng tốc độ chất thêm củi vào trong viễn hai tên điên cuồng lư sức kiệt và trưng miễn lại không ngừng đổ thêm dầu vào lửa muốn tìm một mùi lửa còn không dễ dàng hay sao khi thời cơ chín mùi đại nhân chỉ cần thổi một trận cuồng phong vào trong viễn gió thổi lửa bốc lửa lớn tiêu thành con cua hoành hành ngang ngực kia còn không bị nấu chín hay sao? Sa giá của Dương Lăng đến trước cửa Lưu Cẩn, vừa mới rời khỏi chiếc kiệu ấm áp đã thấy Trương Vĩnh tức giận đi ra, Dương Lăng không khỏi mỉm cười. "Ồ, oh, Trương công công, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp rồi." Dương Lăng vừa chắp tay bước lên, vừa vội vàng suy nghĩ. Trương Vĩnh tới đây làm gì đây? Người này không tham quyền như là Lưu Cẩn, thế nhưng lại đặc biệt để ý đến quyền lực từ tay mình ghét nhất bị người khác vung tay mũi chân qua mặt ông ta chỉ huy bộ hạ của ông ta kìa nói một cách khác chính là loại người có lòng tự ái đặc biệt mạnh lưu cẩn là người ngang ngược ngông nghênh tự biết bản thân mình trừng quản ba sướng một vẽ nên cứ thích qua mặt trương vĩnh mà trực tiếp ra lệnh cho bộ hạ của ông ta kết quả làm cho hai người như nước với lửa luôn trong tình trạng không đội trời chung lẽ nào bây giờ ông ta cũng sợ uy danh của lưu cẩn nên đã đầu hàng rồi hay sao trương vĩnh nhìn thấy dương lăng nên thần sắc lúc này cũng hòa hoãn hơn miễn cứ mỉm cười rồi nói hóa ra là uy quốc công gia hey, công gia bây giờ hưởng thụ hạnh phúc rồi với thân phận của ta cũng không tiện đến thăm hỏi thật đúng là đã không gặp vài ngày rồi dương lăng nhìn ra sau ông ta một chút rồi ngạc nhiên nói ồ sao vậy lưu công công không có nhà hay sao sao không tiễn ông về vậy trương vĩnh vừa nghe thì gương mặt già nua đã ửng đỏ tranh chua mà nói tiễn ta sao thân phận người ta bây giờ là gì chứ công khanh khắp thành thấy ông ta còn phải một mực công kính Trương vĩnh ta chỉ là cái rắm trong mắt ông ta mà thôi dương lăng vừa nghe thì đã nghĩ tốt tốt lắm hai lão già này có thể hợp nhau mới là lạ dương lăng vội vàng kéo trương vĩnh qua một bên khuyên giải mà nói này đừng nói như vậy trương công công đức ca vọng trọng ở trong chiều có mấy người dám không kính phục đây ngô công công bị chết nộp lại mấy trang ấp như thất lý hải cho triều đình hoàng thượng không trả lại cho hộ bố mà lại lệnh cho ông cai quản đây là ân sủng cỡ nào đây bên ngoài ngày nắm kinh doanh bên trong thì trông coi ngự mã dám cung cản thanh ngự dụng dám mọi việc đều là do ngài cai quán còn cả mười mấy công sự như đế đốc thượng thiện thượng y Bá phòng nam hải tứ những việc trong nội đình ngài chính là nội thần kiêm nhiệm nhiều chức vị nhất ai dám bất kính đây trương vĩnh được hắn khen ngợi một phen không khỏi dựng thẳng cả sống lưng sao lại có lý như vậy nha sự tin sủng của hoàng thượng dành cho mình cũng không yếu hơn lưu cẩn nha sao ta lại phải ăn nói khép nép với ông ta làm cái gì đây trương vĩnh tư cười hấn hở nói nào có nào có Đó là do hoàng thượng coi trọng ta Quốc công gia quá khen rồi Mấy ngày không gặp rồi Đến phủ của ta uống vài chén rượu Sao thế nào Dương Lăng nhân cơ hội nói Ây da hôm nay thì quá trễ rồi Ngày khác đi ngày khác đi Hoàng thượng bảo ta điều tra việc cảm gia lừa gạt hoàng thân Tham ô tài sản Ta phải tìm lưu công công ra việc cái đã Trương Vĩnh nghe xong liền nói Ồ oh, đã như vậy thì không quấy rầy quốc công gia làm việc nữa vậy Có điều chỉ em bây giờ quốc công gia tiếp nhận cũng không tra ra được cái gì đâu Lưu Cẩn chết nhà cũng giống như chó gặm xương vậy Không chờ chút mảnh vụ nào Dương Lăng cười nói Ta chỉ là phụng mệnh hoàng thượng Làm việc mà thôi Cũng không định chân tay vào giữa đâu À mà đúng rồi Trương Công Công hôm nay đến đây làm cái gì vậy Trương Vĩnh phẫn nộ mà nói hey, Đừng có nhắc nữa Ta hầu hạ hoàng thượng Không có công lao thì cũng có khổ lao mà Đời này của ta đã không có hy vọng gì nữa rồi Chỉ muốn tìm Mâu Bân nói chuyện một chút Để cho đại ca và tiểu đệ của ta vào cầm y vệ làm đại ca ta là một người thành thật giữ bổn phận năng lực làm việc đích thực là có hán thì sắp xếp làm phó thiên hộ tiểu đệ ta từ nhỏ đã luyện võ lại giỏi văn thì cho làm một chỉ huy thiêm sứ cai quản chuyện trên công đường cẩm y vệ ngài hỏi ta tìm lưu cần làm gì sao mẹ ơi nếu ông ta không bãi chức của huynh đệ ta không thể làm quan được nữa thì ta cũng không chịu nổi người này hôm nay tìm ông ta lý luận với đức tính đó ra đây hận không thể đá ông ta một cước mà nói thì rất đường hoàng nhưng còn không phải là muốn giữ lại chức chỉ huy thiên sự đó cho Dương Ngọc, Thạch Văn Nghĩa hay sao? Nhưng mà để đốc và chúng ta quan hệ mật thiết, ta quyết không nhường vị trí đó, ta tức chết tên chó giả đó thôi. Dương Lăng nghe xong mà không biết nên khóc hay nên cười, hắn đang muốn khuyên nhủ thì đột nhiên nảy ra một chú ý. Dương Lăng liền cười ha ha nói, ta còn tưởng chuyện gì lớn, lúc trước đều là người hầu hạ thái tử cá, cần gì làm căng như vậy. Cho dù ông kiên quyết không từ bỏ, nhưng Chu quy lưu công công cũng là người trưởng quản ba sừng một vẽ ngày tháng sau này của huynh đệ ông có thể tốt đẹp được hay sao bằng không thì như vậy đi cao phượng đang sinh nhà ở đối diện phủ ta quan hệ giữa ông ta và lưu cấn còn có mấy vị khác nữa cũng không tệ ta nói ông ta ra mặt đại dũng bây giờ đang ở giang nam không đến được thì nói cao phượng hẹn đủ bảy vị còn lại đến huynh đệ già với nhau gặp mặt uống rượu nói vun vào có thể không làm lớn chuyện thì đừng làm lớn chuyện thì hơn Trương Vĩnh vừa nghe thì cảm kích vô cùng, vội vàng chắp tay mà nói. Quốc công gia thân phận cao quý, nhưng đối với bằng hữu cũ vẫn trước sau như một. Những cái khác ta đây không hiểu, thế nhưng hiểu được nghĩa khí. Có việc cần dùng tới huynh đế, xin ngài cứ mở miệng. Vậy chuyến này làm phiền ngài vậy. À, cách khí gì chứ? Công công đi cẩn thận. Ta vào gặp Lưu Công Công trước để tiếp nhận công việc. Trong lòng của Dương Lăng hơi hổ thẹn, vị trương đại ca này e là lại mất mặt mất thôi. Lưu Cẩn bây giờ có quyền thế gì đây? Nổi bật không ai sánh bằng từ lâu ông ta đã xem thất hổ như là nô tài rồi người tụ tập càng đông đủ thì ông ta lại càng tránh để tránh mất mặt với thân phận này khí thế này thì ông ta đồng ý bung tha hay sao sao lại muốn đổi người còn phải đổi người một cách cứng rắn như vậy phía sau đây chính là nhằm vào trưng vĩnh những người tổng quản quản đại quân kinh doanh và đại đốc cẩm y vệ lưu cẩn đều muốn bãi chức thì bãi chức muốn đổi thì đổi vậy là có ý gì đây tướng lĩnh trong kinh doanh và quan lại trong cẩm y vệ chỉ cần muốn thăng quan muốn giữ chức thì phải lập tức ném trương vĩnh và mô bân qua một bên chạy đến ôm đùi của lưu cẩn trương vĩnh đáng thương đã hít vào một đám bụi rồi còn phải mất mặt nữa có điều lưu cẩn vanh mặt với thất hổ thì có thể để bọn họ nhìn rõ địa vị hiện tại của bản thân những người này không có một người nào hiền lành gần như ai cũng lòng dạ hẹp hòi quan hệ một khi dạn vỡ thì đám rùi bọ sẽ tìm đến vết dạn đó để mà phá hư thôi lưu cẩn đi lại giữa ba đại điện còn ba ngày nữa là sang năm mới rồi nơi nơi răng đèn kết hoa nhưng lại có chút yên lặng cũng phải thôi Bách quan đều treo ấn Đóng cửa nghỉ lễ lớn mà Hoàng thượng không có trong cung Thái hoàng thái hậu lại bị bệnh Còn có thể náo nhiệt được nữa hay sao Phía trước đột nhiên có vào Một tiểu hoàng môn đi ra từ văn uyên các Lưu Cẩn đứng lại gọi Đang bận gì vậy Nội các lại không dán giấy niêm phong Có phải có tấu trương khẩn cấp hay không Vài tiểu hoàng môn vừa nghe Lưu Cẩn hỏi vậy Thì vội vàng Lớn tiếng dập đầu Hồi công công đã qua năm mới rồi Nên không có chuyện lớn gì cả Chúng tiểu nhân chỉ đang quét dọn thôi Lưu Cẩn ư một tiếng Vừa mới nhấc chân bước đi thì ngẫm nghĩ Rồi rẽ chân quẹo vào văn uyên các Chỗ này vẫn thường đến Nhưng hôm nay có cảm giác ông ta mới chính là chủ nhân Cảm giác này rất khác biệt Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào Lưu Cẩn khẽ vút ve trước bàn Sáng rực như gương mà đội các thủ phụ Lý Đông Dương thường ngồi làm việc kia Sau đó cực kỳ đắc chí đi vòng qua đó Thoải mái ngồi xuống chiếc ghế lớn làm bằng gỗ hoàng kê Khép hờ đôi mắt lại một ngày thật yên tĩnh ánh mặt trời ngày cuối đông chiếu vào cửa sổ bầu không khí trong phòng ấm áp dễ chịu hài hòa lý đông dương về quê cũ dương ninh hòa cũng bị dọa cho chạy mất lão khốn kiếp tư phương kia nói đau nhức cả đầu cũng không dám lộ diện nhìn trái nhìn phải không có lấy một tên nghịch ngợm ghi sự lưu cẩn không khỏi bật cười phụt một tiếng đối nghịch với ta vậy ta sẽ chỉnh ngươi quan viên thất bát phẩm cai quản mấy chục người độc đoán ép người còn không làm khó được lưu cẩn ta ngươi là cái gì đây vui vẻ nhất chính là dương lăng Dương Lăng ơi Dương Lăng vẫn luôn cứ lên đầu ta tắc quái tắc quái Một khi thuyền đã lật thì muốn trở mình cũng khó khăn Đường đường một quốc công gia vì trục tội với công chúa mà xây ni am Nghèo rất mồng tơi cũng không ngại hạ giá moi bạc mà đến tận nhà cũ ảm ra ở Bá Châu Thật là một đứa trẻ xui xẻo mà đáng thương thay Xem khắp trong ngoài cung thành chỉ còn lại mỗi mình lưu cẩn ta Trên dưới triều đình đều phải qua cửa của ta Tào Tháo ư, Tào Tháo từng nói Anh hùng trong thiên hạ hiện nay chỉ có sứ quân và Tháo Lưu Cẩn ta mạnh hơn ông ta rất nhiều, Ta muốn nấu rượu, ai xấu rượu với ta đây?" Lưu Cẩn đang nghĩ rất vui vẻ, một tiểu hoàng môn đột nhiên chạy vào, nhìn Lưu Cẩn liền nói: "Ôi chao, công công ngài quả thật là ở đây ư? Ở đây có một tấm thiệp mời là đưa cho công công ngài kìa." "Thiệp mời? Ai có bản lĩnh lớn như vậy, đưa thiệp mời mà đưa tận trong cung sao?" Lưu Cẩn tò mò nhận lấy nhìn xem. "Ồ, oh, người quen, đều là người quen cá. Ngụy Bân, Trương Vĩnh, Mã Vĩnh Thành." cao phượng khâu tú la tường ngoại trừ lão cốc ra thì đầy đủ cá lưu cẩn gặp tay búng búng tấm thiệp ai nhá đều là người quen cũ cả uống một bữa rượu thôi mà lại trịnh trọng bài bàn hẳn hoi như vậy mở tiệc gì đấy ánh mắt của lưu cẩn chật lóe khẽ cười mặc kệ là tiệc gì đều do gia đình đoạt cá bắt thổ sao các ngươi mà cũng muốn tể danh với ta nên nên gọi là thất lang nhất thổ thì mới phải Bên này đang muốn nấu rượu Thì đã có người nấu xong rượu tặng cho ta rồi Ôi cháu thoải mái mà Lưu Cẩn bỏ thiệp lại Cọ xót mông trên ghế Tựa vào lưng ghế nhẹ nhẹ Vỗ tay vịn Gác hai chân lên trên mặt bàn Duy ngã độc tôn cảm giác này Thật là tốt mà La Tường và Lưu Cẩn ngồi cùng xe dự tiệc Lưu Cẩn xin chỉ thị của chính đức Đều La Tường đến nội xưởng Dù sao cũng là lão nhân đã hầu hạ mình nhiều năm Mấy ngày nay nhìn La Tường Giống hệt như tiểu nhị Chạy tới chạy lui cơn giận của chính đức đã tiêu tan hơn nữa lưu cẩn ra mặt cầu xin liền gật đầu đáp ứng la tưởng tới nội sưởng rồi thật sự như cá gặp nước mấy tiểu thái giám lưu cẩn phái vào cung ở ti lễ giám lục đục đấu đá nhau vút mông ngựa rất lành nghề để cho bọn họ quản công thương nghiệp có gì không rõ trên cơ bản những thủ hạ vốn có của nội sưởng chỉ cần giải thích một phen bọn họ cũng ô mê mơ hồ ký tên đóng dấu tay giống như nghe hiểu tất cả vậy để tránh rụt rè trước mặt thuộc hạ Kinh doanh của nội xưởng vô cùng hỗn tạp, đã không còn giới hạn ở vận chuyển nữa mà từ đó phát triển ra nhiều loại kinh doanh như thanh lâu, tiểu quán, sòng bạc, hàng gạo, hàng buôn vải. Mấy vị đại thế giám này, cho dù có đi công cán cũng chỉ giỏi việc áp bức lấy bạc để cho bọn họ đi làm ăn, thực sự là không lành nghề. Những việc kinh doanh này sở dĩ làm tốt, một là vì làm theo phương pháp của nội xưởng, tiền vốn thấp, hơn nữa, Vô vĩnh giỏi quản lý tài sản, hao tổn thấp, kinh doanh đúng phương pháp lại có cách tạo danh tiếng làm ăn khi ra vào tay họ lưu lại một đống lợ lần cực lớn lại không giỏi quản lý nội bộ ưu thế cạnh tranh duy nhất chính là phí vận chuyển thấp bởi vì hao mòn tự nhiên của vận chuyển đột nhiên tăng lên vài phần cũng hoàn toàn bị triệt tiêu những vấn đề này còn chưa nổi lên mặt nước hơn nữa nội sưởng sử dụng phương pháp ghi sổ kiểu mới do dương lăng thiết kế ra bọn họ xem không hiểu chỉ biết chỗ nào đó lại mở mấy cửa hàng lại nhập vào bao nhiêu hàng hóa rồi thì lại có bao nhiêu vương công hoàng thân góp tiền chỉ biết việc làm ăn rất tốt nào biết những mánh khóe ở trong đấy la tường thường công tác bên ngoài kiến thức rộng lớn hơn bọn họ hơn nữa đây là lão nhân ở trong cung cho nên bọn họ vừa vặn giao cho la tường những vụ làm ăn mà mình không hiểu rõ một đống bằng biểu tài vụ kiểu hiện đại lớn giao vào tay của la tường la tường còn chưa nhìn ra mánh khóe trước tiên lấy tiền mà lưu phò mã tống hầu ra góp cổ phần bỏ vào hầu ba của mình đặt một phần hậu lễ lớn dâng lên tận cửa lưu cẩn lưu cẩn thấy hắn tặng lễ thật lớn thật nặng trước mặt mình lại ngoan ngoãn như đứa con lít ba tuổi nhất thời mừng rỡ lên nề mặt để cho ông ta ngồi cùng xe với mình đi dự tiệc la từng cuối người ngồi ở góc xe khen tặng cười nói công công hiện nay là người hoàng thượng tín nhiệm nhất mấy lão giả chúng ta năm đó hầu hạ thái tử được phong sinh thủy khởi toàn bộ đều dựa vào sự chiếu cố của công công nói tới chừng vĩnh vực cốc đại giống có chút vong ân phụ nghĩa nếu không phải công công ra mặt dẫn chúng ta đi tìm hoàng thượng khóc lóc kể lễ lúc đó chúng ta đều bị đám người lưu kiến tạ thiên giết chết cả rồi Bây giờ bọn họ có bản lĩnh Cũng xem công công ngài vào mắt đâu Thật sự là đáng giận vạn phần mà Lưu Cẩn cười ngạo nghễ kiêu ngạo mà nói hm, Không đặt ta vào mắt sao Vậy hôm nay Trương Vĩnh hả tất phải mời khách như vậy La Tường ngạc nhiên lên tiếng Không phải Cao Phượng À thì ra là vậy Trương Vĩnh vậy là chịu cúi đầu trước ngày rồi Lưu Cẩn mỉm cười không nói Xe đến trước cửa Bách Phong Cư năm người mã vĩnh thành cao phượng ngụy bân đã cung kính đợi trước cửa lưu cẩn hoàn toàn không thân thiết như bạn cũ ngày xưa gặp lại bộ dạng giống như cấp trên gặp mặt thuộc hạ kiểu cách khách dịch vô cùng ngoại trừ mã vĩnh thành la tường tuyệt vọng mặc dù cho ông ta trả đạp những người khác thế thế trong lòng khó tránh có chút không tự nhiên xe đi đến trước cửa bách phong cư năm người mã vĩnh thành cao phượng ngụy bân đã cung kính đợi trước cửa lưu cẩn hoàn toàn không thân thiết như bạn cũ ngày xưa gặp lại bộ dáng giống như cấp trên gặp mặt thuộc hạ kiểu cách thì hách dịch vô cùng ngoại trừ mã vĩnh thành la tường tuyệt vọng mặc trong ta trả đạp những người khác thấy thế nào thì trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút không tự nhiên lưu cẩn hoàn toàn không phát sắc chuyện này tự cảm thấy bản thân đã tốt bụng lắm rồi ông ta còn chưa biết trương vĩnh nghe theo lời khuyên của dương lăng mới ôm lấy tia hy vọng cuối cùng để tránh chấm dứt hoàn toàn mà mời ông ta uống rượu còn tưởng rằng trương vĩnh nguyện nếu quý đầu trước ông ta từ nay về sau tùy ông ta sử dụng cũng không cần người khuyên Lưu Cẩn ngượng nghịu ngồi ở vị trí đầu tiên Nhìn quanh mọi người một lượt khẽ cười nói Ngoại trừ Đại Dũng Các vị lão ca đều đông đủ cá <laughs> Đại Dũng hiện tại có tiền đồ lắm rồi Ở Giang Nam làm vua đất Sắp bước sang năm mới rồi Cũng không có lòng hồi kinh một chuyến Không chung lòng với chúng ta Ngồi ngồi đi Lưu Cẩn muốn mượn việc này Để khiến cho mọi người nổi lòng ghen tị với cốc Đại Dũng Để bọn họ xem mình như chỗ dựa vững chắc Nhưng những câu này vào tai của mấy vị nội thị này Lại có một mùi vị khác Cốc đại dụng đã có tiền đồ sao Tiền đồ thế nào đây Người ta châm ngòi binh biến ở đại đồng Chọc phải tai họa lớn Nhưng có dương lăng bảo vệ Con người ta bây giờ đang lan lộn kìa Lại nhìn lại chính mình Lúc trước lật đổ nội đình Vương Nhạc, Phạm Đình Ngoại đình Lưu Kiện, Tạ Thiên Đều được đương kim hoàng thượng phong thưởng Bây giờ ngoại trừ Trương Vĩnh từ trước đến nay Gần gũi với dương lăng Vẫn chưa bị tức đoạt lại quyền những việc khác việc gì cũng phải xin chỉ thị của Lưu Cẩn Những quyền cơ bản mà Hoàng thượng ban Đều đã bị ông ta thu về đi theo dương lăng người ta thật sự không thức bỏ đi quyền lực còn đi theo lưu công công ngươi thì sao đây mấy vị lão ca ca trong lòng đau đớn ngồi xuống bọn họ cũng không phải loại lương thiện nhưng không còn cách nào cả lúc trước đi theo sai người bây giờ muốn theo người ta làm uy quốc công tự do tự tại như thần tiên vậy lưu cẩn sao hận không thể mọc thêm một trăm cái tay cái chân chuyện gì cũng đều muốn nhúng tay vào không nghe lời ông ta ông ta liền ngặt bỏ ngươi thấy người của mình thì thân mật gần gũi thấy ngươi thì lời nói lạnh nhạt bất kể ngươi nói cái gì Ta phản đối tất cả, dù ngươi có là Lý Thái Bạch tái thế, ta cũng nói những gì, người viết đều là thơ xoàng. Nếu là người của ta, cho dù là một con cóc, ta cũng có thể khen thành con thiên nga trắng. Cứ tiếp tục thế này, bắt hồn ngoại trừ Trưng Vĩnh, Cốc Đại dụng gia, toàn bộ đều thành nô tài môn hạ của Lưu Cẩn ông ta cả. Mọi người ai cũng mang tâm sự mà ngồi xuống, Cao Phượng còn chưa nói, Lưu Cẩn đã tự động xem mình như chủ nhân, bắt đầu tiếp đón xã giao. Ông ta giống hệt như mọi người vậy, rất thân mật với mọi người nhưng giọng điệu này tuyệt đối là cao cao tại thượng mang theo thái độ ban ân cho dù là uống rượu cũng không thả lỏng nghi ngờ chút nào cao phượng vẫn chưa tìm được cơ hội mở miệng mọi người đành phải cười trừ mà uống rượu cho đến khi lưu cẩn ăn đến vui vẻ đặt ly rượu xuống lấy khăn lau no mặt cao phượng mới cầm chén rượu mỉm cười nói ra chuyện hy vọng lưu công công dơ cao đánh khẽ đừng gây phiền cho huynh đệ trưng thị mấy vị còn lại cũng dối rít thưởng ứng nhiều người cùng nhau nhờ vả như vậy lưu cẩn nhất định có thể nể mặt của mọi người thật không ngờ lưu cẩn vừa nghe lại mỉm cười ông ta đã sớm đoán được mục đích hôm nay của cao phượng mời rượu cũng đang nghĩ làm sao thu phục trương vĩnh tính tới tính lui luôn cảm thấy quyền lực của trương vĩnh quá lớn nhiệm cũng quá nhiều nếu như nể mặt nhiều lắm là quan hệ sau này của hai người hòa thuận hơn mình cũng không thể hoàn toàn khống chế y trong tay được hiện giờ ngay cả dương lăng cũng đã bị mình lật đổ há có thể tha cho một con hổ đang ngủ bên giường được đây huống chi giang nam còn có cốc đầy dụng trong tay quản lý nha môn hàng hải mà mình thèm thuồng Hoàn toàn đánh bại con gà Trưng Vĩnh này mới có thể dọa được con khỉ cốc lợi dụng kia, cho nên ông ta đã quyết định không để tình. Lưu Cẩn cao mặt lại, âm thanh lạnh lùng. Sắp bước sang năm mới rồi, ta đến đây uống rượu với các vị lão ca, ôn chuyện cũ mà thôi. Đừng nói tới việc công, sát cảnh quá mà. Ừm, chức quan trong chiều há có thể đảm nhiệm riêng tư được? Một huynh một đệ Trưng Vĩnh vốn dĩ chỉ có là một ông chủ nhỏ mà thôi, có bản lĩnh công lao gì, có thể làm quan trong cẩm y vệ chứ? Trương vĩnh chính là một con lừa nóng nảy vừa nghe liền không nén được lửa giận vỗ bàn dần một tiếng lưu cẩn người cũng đừng không để mặt như vậy đại ca ngươi vốn dĩ cũng chỉ là một tá điền mà thôi nhưng ban đầu làm tham nghị ở nha môn bố chính sứ thiểm tây bây giờ ngươi lại đang vận động để ông ta kiếm kinh làm đô đốc của phủ đô đốc ngũ quân đừng tưởng chúng ta không biết gì đại ca của ta biết chữ huynh đệ thì biết võ ít nhất cũng có chút bản lĩnh đại ca của ngươi cũng sắp 60 rồi cái rắm cả chữ cũng không biết kìa vào kinh làm đô đốc sao chỉ cho quan phóng hỏa không cho dân đốt lửa hay sao lưu cẩn trầm mặt xuống quát trương vĩnh người mới đừng có không để mắt ta niệm tình cũ ngày xưa mới khách khí vài phần với ngươi đừng cho rằng ta không thu thập được ngươi ngươi cho rằng đầu nhập vào chỗ dương lăng là một con chó giữ cửa thì có thể thuận lợi như ý hay sao nói cho ngươi biết hiện tại ngay cả dương lăng ta cũng không coi ra gì ngươi đừng có không thức thời như vậy trương vĩnh tức giận vô cùng bật cười nhảy dựng lên mà mắng còn chó già ngươi, uy quốc công đã giúp ta, nhưng người ta trước nay chưa từng can dự vào chuyện của ta. Bất kể người ta quyền lớn như thế nào, thế lớn ra sao, nhưng vẫn luôn thật lòng coi ta là bằng hữu kìa. Chó giữ nhà sao? Nếu hôm nay ta quỳ xuống lếm ngón chân của ngươi, lúc đó mới thật sự là thành chó giữ nhà kìa. Cái miệng của Lưu Cẩn ngươi cũng quá lớn rồi, muốn nuốt ta sao? Cẩn thận nghẹn chết ngươi. Những người khác vội vàng đứng lên khuyên can, vừa mới túm lấy lưng quần, ấn Trương Vĩnh xuống, phù một tiếng, trên mặt trưng Vĩnh phủ một chiếc khăn tay trắng dọa cho mọi người nhảy dựng quay đầu nhìn lại thì ra là lưu cẩn đối diện đã nhảy dựng lên chỉ vào Trưng vĩnh mà mắng rằng đổ khốn kiếp hôm nay không thể so với lúc xưa được còn muốn giống như ngày trước cả báo viên tạt ly rượu vào mặt ta sao cái tên khốn kiếp mũi cao hơn mặt này đám người cao phượng vừa thấy thế vội vàng bước qua khuyên cản ông ta còn chưa kịp vòng qua bàn Trưng vĩnh đã tránh thoát khỏi ngụy bân khâu tụ đang giữ ông ta ném bầu rượu bạc qua hung tận mà mắng lão tử cam lòng bị lăng trì còn không tạt lão cẩu nô tài ngư sao Hừ, muốn xưng làm lão tử trước hết kéo dài cái gì gì đó ra trước đi đổ cho hoa ngươi lưu cẩn giận dữ lóe thân tránh thoát đồ rượu qua lấy chén rượu đũa chén đĩa bát đổ tập thẳng tới trương vĩnh đỏ bừng cả mặt không nhận bộ chút nào vừa ném đồ vật vừa mắng rằng hôm nay lão tử mời rượu đã là nể mặt ngươi rồi cho ngươi thể diện lại không cần nữa lão tử cứ sắp xếp huynh đệ vào trong cẩm y vệ đấy có thể làm gì nhau nào có gan chúng ta tìm hoàng thượng Nói cho rõ ràng Người tức giận gì chứ Không phải ngươi chung coi ti lễ giám hay sao Chỉ bằng toàn bộ nam nhân đảm ra ngươi Tiến cung làm nô Toàn bộ nữ nhân tiến cung làm tỳ Nở mày nở mặt lắm mà Cả nhà đoàn tú. Lưu Cẩn vốn họ đàm Câu này rất ác độc Đâm thẳng vào chỗ đau của Lưu Cẩn Lưu Cẩn cầm lên giận dữ Giọng the thế nói Tất cả buông ra Ai mà cản ta Ta giết kẻ đó Nói xong dễ thoát khỏi mọi người Nhảy qua liều mạng Trương Vĩnh đã văng cái ghế cái dầm một cái, bước nhanh bịch bịch vài tiếng đến giữa phòng, vắt đá bào vào thắt lưng, xoạt một tiếng bày ra tư thế đứng tấn, nghiến răng cười với ông ta. Đến đây, đến đây, lo tử không đánh người răng rơi đầy đất, ta không mang họ trương. Lưu cẩn này mới tỉnh ngộ nhớ ra người ta có công phu, thật sự đi lên chỉ càng mất mặt, nhưng không lên lại không nứt cho cục cức này. Đúng lúc này, người nhà của Lưu cẩn chạy ao từ ngoài vào, Trương Vĩnh nhìn thấy mắng rằng, kéo bè kéo lũ đánh nhau sao, người đâu? vài người từ cửa sông vào một màu xanh của quan binh kinh doanh nhìn thấy lão đại đang đánh nhau với người ta những quan binh này cũng không quan tâm đối phương là ai xoạt một cái liền rút đau ra cao phượng xuất ruột vội vàng chạy ra giữa lớn tiếng nói rằng ta ta nói này lưu công công trương công công hai vị đều là gia là gia của ta được chưa nào chúng ta không thể bình tâm tinh khí nói chuyện hay sao lão anh đệ cũng không dễ gì gặp được nhau mà lưu cẩn cũng không gọi người những người này tiến vào cũng không phải để giúp đỡ mà là có tin tức khẩn cấp nói với Lưu Cẩn. Hóa ra Lưu Cẩn nhúng tay vào pháp lệnh về muối, ban ra mệnh lệnh cấm lén lút bí mật mua bán muối. Nhưng khi Thái giám thường hạo phụng mệnh đi Nam Kinh công cán, mang theo muối quan sung làm bạc mua máy dệt, lại bí mật mang theo muối lậu muốn phét một mớ. Trước đây Thái giám thường làm chuyện này khi đi công cán, kết quả bị thám tử của nội sưởng điều tra ra, lập tức bẩm báo cho vài vị đáng đầu đang đảm nhiệm trong nội xưởng Tin tức chuyển đến chỗ Lưu Cẩn, Lưu Cẩn và Thường Hạo không có quan hệ cá nhân liền lập tức phái người đi bắt thường hạo còn đánh trượng cả ngự sử tuần diêm không cho ra thường hạo mang theo muối lậu dẫn độ cả diêm vận sứ ninh kỳ nhuận giúp đỡ thường hạo vận chuyển muối lậu thừa cơ cho tấn thu bẩn xét nhà bọn họ cực kỳ sạch sẽ ngay cả nữ nhi của diêm vận sứ cũng bị bán đi đổi thành ngân lượng bỏ vào túi riêng tuần bão trừng phạt này quả thật có tác dụng diêm vận sứ các nơi đều không dám mạo hiểm không ngờ bản thân lưu Cẩn lại lấy danh nghĩa vận chuyển hải sản bí mật buôn bán muối lậu cách làm thật hiếm có những hải sản này nếu muốn giữ cho không hư thì phía trên phải ướp muối nhưng vấn đề là lưu đại quan nhân người ta cả một xe muối chỉ có một con cá tượng trưng thôi căn bản chính là trêu đùa chúng diêm quan trên đường mà nhưng bọn họ lại cứ đụng phải một vị thanh quan vị tuần diêm quan này tra ra mười mấy xe muối lậu đều lập tức hạ lệnh thu lấy gia nô của lưu cẩn liền lặng lẽ xuất ra chiêu bài của lưu cẩn vị quan tuần diêm kia lập tức cao giọng giống như sợ người bên ngoài không nghe được vậy mà mắng mỏ bọn chúng giả mạo người nhà của lưu công công phạm pháp làm loạn buôn mối lậu còn muốn làm hại thanh danh của lưu công công trong cung quan tuần diêm tuyên dương khắp nơi hình tượng thanh quan cấm mối lậu trừ tham ô của lưu công công xé nát tờ giấy nhắn của lưu công công ngay tại chỗ sau đó bắt hết những người buôn mối lậu đã không dám thừa nhận là người của lưu cẩn lại không thể nói rõ bản thân mình rút cuộc là và ai về người của lưu gia đã từng ngậm bò hòn này khi nào chứ quan trọng nhất là nếu như những quan viên khác đều làm như vậy vậy chẳng phải lưu gia đã mất đi một con đường phát tài rồi hay sao cho nên người phụ trách nhận muối không đợi được nữa liền lên đường đi tìm nhận được tin tức lập tức của kinh bẩm báo buôn muối lậu vượt quá số lượng quy định là phải chém đầu diêm vận sứ kia đã sắp đưa danh sách chém đầu lên rồi trong những người bị bắt có cháu trai của tứ quản gia ông ta nhận được tin tức không hay lúc này mới không đợi được lưu cẩn trở về liền vội vàng chạy tới lưu cẩn vừa nghe quả nhiên giận dữ mười mấy xe muối đó trộn thêm đất thêm cát vào ban được biết bao nhiêu tiền đây tiểu tử trương vĩnh này là đồ khốn kiếp tên diêm vận sứ nhỏ nhoi kia cũng là tên khốn kiếp dám khiêu chiến với người của ta sao lưu cẩn dựng thẳng chân mày đằng đằng sắt khí mà nói đi đi hộ bộ ngay lập tức cho ta nút của ta bao nhiêu ta bắt gã ói ra bấy nhiêu còn có cái thứ đuôi mổ kia nữa không chừng chế y thì ý sẽ phản mất thôi lưu cẩn quyền lực lớn hơn Trưng vĩnh không thể đánh nhau được đừng nói những sưởng vệ này luôn ba phải trước mặt ông ta cho dù hoàn toàn nghe lệnh ông ta thì sở trường của những đặc vụ này cũng không phải là đánh nhau sao có thể là đối thủ của quan binh kinh doanh được đây? Quân tử báo thủ 10 năm chưa muộn, cho ông ta một quyền không bằng, tặng ông ta một tao Xét thấy ra tay sau cũng không muộn. Nghĩ đến đây Lưu Cẩn tạm thời nhịn cơn giận này xuống, cười lạnh mà nói với Trương Vĩnh. Dùng nắm đấm sao? Dùng nắm đấm không thể hiện được thủ đoạn của ta đâu. Họ chứng kia, đối nghịch với Lưu Cẩn ta, ngươi từ từ hưởng thụ đi. Chỉ mong ngươi hưởng thụ cho tốt vào. Hừm. Nói xong Lưu Cẩn phải tay áo một cái, ngay ngang rời đi, những người còn lại cũng ngơ ngác nhìn nhau Trong lòng cũng có chút tức giận Nói thế nào cũng là mọi người cùng ra mặt nhờ vả Bây giờ Lưu Cung Công cũng quá kiêu ngạo Căn bản là không có ai ra gì mà Trương Vĩnh kéo vạt áo từ thắt lưng ra ngâm nghĩ có chút lo lắng Mâu Vân từng bị Lưu Cẩn chỉnh cho rất thảm Thiệu Tiết Vũ đường đường là Chấn Phủ Sứ, Phủ Ti Bắc Chấn Từng bị Lưu Cẩn giam vào ngục Ông ta có thể chống đỡ nổi áp bách của Lưu Cẩn không đây Hôm nay làm ở Mỹ như vậy Nếu như huynh đệ thật sự bị đuổi ra khỏi cẩm y vệ Vậy bản thân mình từ nay về sau Cũng không cần lan lộn nữa Mặt mũi cũng mất sạch rồi Ông ta ở trong phòng hưng phấn Sau đó vẫy chào đám người cao phượng Bao quanh rồi nói Hảo tâm hảo ý của các vị huynh đệ Trương Vĩnh nghĩ nhớ trong lòng hề hey, Hôm nay các vị huynh đệ đi theo Trương Vĩnh để ra mặt Là Trương Vĩnh không phải Ngày khác Trương Vĩnh thiết tiến bồi tội với các vị huynh đệ Ta và Lưu Cấn xem như không đội trời chung rồi Không thể chờ ông ta đánh đến tận cửa Còn vài việc trong tay phải xử lý Ta cũng cáo từ Nói xong, Trương Vĩnh lại thi lễ, xoay người bước nhanh ra ngoài. Cao Phượng tức giận thở hổn hển, đặt mông ngồi phịch xuống ghế, ngẫm nghĩ lại chuyện này, thật sự là mất mặt mà, bất giác giận dữ, vỗ bàn cái rầm. Những người khác cũng âm thầm thở dài, ngồi lại trên ghế, bàn chén trong phòng lộn xộn, nhất thời không nói nên lời. Trương Vĩnh ra cửa lớn, bông hoa tuyết tung bay, ông ta ngửa mặt suy nghĩ một lát, lên xe mà nói: "Đi, đến bộ binh." Cẩm Y vệ mặc dù nắm quyền lớn, địa vị cao cả, nhưng binh chế vẫn thuộc về binh bộ. Ông ta biết bây giờ Lưu Vũ đang đông đưa bất định giữa Dương Lăng và Lưu Cẩn, nhưng Dương Nhất Thanh cũng là người trong phe Dương Lăng, nếu có sự ủng hộ của Dương Nhất Thanh, vậy chỗ Mô Bân cũng có thể ổn định vững chắc được rồi. Ông ta không phải không thể sắp xếp vị trí khác cho huynh đệ, nhưng hiện tại có thể để cho huynh đệ đứng ở cẩm y vệ hay không cũng có liên quan đến quyền uy của ông ta có còn hay không. Bất kể như thế nào, ông ta muốn đánh cược với Lưu Cẩn một lần. Trương Vĩnh tới binh bộ, thấy trước cửa lớn dương cung mặt kiếm, không khí vô cùng khẩn trương. Một thiếu nữ áo lam, dáng người kiện mỹ, chắp tay sau lưng, đứng ngạo nghễ một mình trước đại môn binh bộ, đối diện một đám binh lính, cầm đao thương cũng không dám tới gần một. Sau lưng thiếu nữ có hơn trăm người đứng, đều là ăn mặc kiểu dân chúng bình thường. Có điều tất cả đều là thanh niên trắng kiện, hơn 20 tuổi, trong tay cũng cầm đao thương, đánh ngã mấy quân binh trên mặt đất, kể đao vào cổ. Trong lòng Trương Vĩnh tò mò, đây là ai mà to gan như vậy, dám chạy đến nhà môn binh bộ gây rối trương vĩnh vội vào người ngừng kiệu dựa vào sư tử đá bên cạnh chỉ thấy một vị giáo ý đối diện sắc mặt nghiêm nghị mà nói người người -ng 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 thật to gan lại dám xúc phạm quan gia không sợ bị bắt đầu hay sao mau mau bó tay chịu chói nếu không giết chết không tha thiếu nữ xinh đẹp đối diện không hề để ý nói xúc phạm quan gia sao tiểu tướng ngươi làm rõ ràng cho ta đi nếu luận chức quan chức của ta không biết cao hơn hắn bao nhiêu lại dám nói những câu ô uế với ta sao thật là buồn cười ta đến đây để gặp kiêu kỵ úy ngũ tương quân không phải đến để gây rối ngũ tương quân có ở đây không ở kinh sư kiêu kỵ úy ngũ phẩm cũng không phải là quan to tát gì người bị nàng bắt lại là, là thủ lĩnh cầm y vệ đại nội dương ngọc quyền bính cực cao giáo úy kia sao có thể để nàng ấn dương đại nhân xuống đất dán chặt hai má trên nền tuyết chật vật đến không chịu nổi được giao úy nói ta ta phái người đi thông truyền thị nàng đại nhân sẽ tới đây ngay mau mau thả dương đại nhân ra người đã chọc phải đại họa rồi Dương Ngọc là người của Cẩm Y Vệ, cô gái này không biết là ai lại dẫn hơn trăm người xông đến Minh Bộ, trong tay còn cầm binh khí, có thể thấy Dương Ngọc chỉ cần cho nàng tội danh, có ý đồ tạo phản là có thể bắt tất cả các nàng vào ngục. Nữ tử xinh đẹp động lòng người như vậy, một khi rơi vào tay của tên tai họa háo sắc tà dâm Dương Ngọc này, có thể nhìn thấy sẽ có kết cục gì. Giáo úy kia không đành lòng, không khỏi thở dài. Thiếu nữ cười khanh khách nói: "Được thôi, không cho ta vào thì ta đợi đại nhân các ngươi ra vậy." nàng đào mắt lướt nhìn dương ngọc đang bị ấn trên mặt đất trừng mắt như nàng nói người cũng họ dương sao chà chà cùng là họ dương chức quan lại kém xa nhân phẩm càng kém xa hơn Hừm, chừng cái gì mà chừng dám vô lễ với ta như vậy không làm thịt ngươi đã lợi cho người lắm rồi lúc này binh bộ tả thị lang dương nhất thanh vội vã đi ra nghe nói có nữ tử dẫn trên dưới 100 người bao vây binh bộ ông ta cũng hết sức tò mò lập tức dẫn theo mấy chục người ai cũng cầm binh khí ra cửa nhìn thấy tình hình như vậy không khỏi lấy làm lạ mà hỏi Cô đây là ai? Lẽ nào không biết vương pháp sao? Dám gây dối trước cửa binh bố, bắt giữ mệnh quan triều đình, mau thả Dương Đại Nhân ra. Trương Vĩnh thấy ông ta đi ra lúc này mới tiến lên gặp mặt nói, Dương Đại Nhân, ta hữu lễ. Dương Nhất Thanh nhìn thấy Trương Vĩnh, vội chắp tay nói, hồ hóa ra là Trương Công Công, khách khí, khách khí. À, đợi bản quan xử lý xong việc này, sẽ tiếp đãi Công Công sau. Trương Vĩnh mỉm cười, xin Dương Đại Nhân tự nhiên, chuyện của ta không gấp mà tiểu cô nương áo lam đối diện nghe xong đối thoại của hai người đảo con ngươi đen láy kinh ngạc mà nói lại là dương đại nhân sao sao lại nhiều đại nhân họ dương như vậy chứ dương nhất thanh nhìn nào một cái bước lên phía trước nói cô nương là ai muốn gặp vị dương đại nhân nào sao lại dẫn người xông vào binh bố còn bắt dương ngọc đại nhân vậy tiểu cô nương áo lam quét mắt kiêu ngạo hơn cả ông ta nói còn mắt nào của ông thế ta xông vào binh bộ hả cửa binh bộ không cho người đứng chỉ có cho xúc sinh đứng thôi hay sao Dương Nhất Thanh giận tím mặt quát lên To gan không biết trở cao đất giống Tiểu cô nương áo lam cười hì hì Xoay người thi lễ nói Đa tạ đại nhân khen ngợi Một vị Dương Đại Nhân khác cũng từng khen ta như vậy Vị Dương Đại Nhân kia học thức cao thâm Bản cô nương khiêm tốn thỉnh giáo ngày ấy Bây giờ mới thật sự biết trở cao đất dày đấy Nếu nói trở cao bao nhiêu Đất dày bao nhiêu Ông có biết vị Dương Đại Nhân đó hay không Tiểu cô nương này cười tươi hấp dẫn người khác Khiến người ta nhìn thấy thật đáng yêu Nếu không phải làm ầm ĩ ở binh bộ như vậy dương nhất thành thật không đành lòng mà trách phạt nàng hắn vừa buồn cười vừa tức giận mà nói tiểu nữ tử kiêu ngạo ngông cuồng bản quan là binh bộ tả thị lang dương nhất thành vì sao cô dẫn người đến binh bộ gây rối còn vi phạm lệnh cấm cầm đau thương màu màu nói rõ ràng nếu không bản quan quyết không thả cô đi sao cô nói dương đại nhân dương đại nhân nào cô nương kia nói dương lăng dương đại nhân ngày ấy giận ta sớm ngày vào kinh tổng quân cống hiến chẳng phải ta đã vội vàng chạy đến kinh sư đó sao kết quả thật tốt mà bản cô nương tới rồi cửa chính minh bộ không vào được lại gặp phải tên khốn kiếp này nói chuyện vô lễ với bản cô nương động tay động chân ta không làm thịt gã là vì nể mặt dương đại nhân thôi dương lăng dương đại nhân sao dương nhất thanh giật mình ông ta không hiểu được lướt nhìn thiếu nữ và những thanh niên mặt mũi ngăm đen ăn mặc kỳ dị sau lưng của nàng trong lòng không khỏi nghi hoặc dương đại nhân chưa một kỳ nhân dị sĩ ở đâu vậy một cô gái điều nàng tòng quân gì đây à Chắc không phải là món nợ phong lưu gì đó của Dương Đại Nhân ở bên ngoài đấy chứ Vừa nghĩ như thế ngữ khí của Dương Nhất Thanh lập tức cẩn thận hơn Dương Ngọc quỳ dạp trên mặt đất Giấy ruộng la mắng Tiểu thiện nhân Ngươi vừa không có thể bay Lại không có lệnh phù Cửa chính minh bộ có thể để ngươi vào hay sao Bản quan có ý tốt hỏi vài câu Người của ngươi là đánh bản quan ngã xuống đất như vậy Dương Đại Nhân Ngài phải làm chủ cho hạ quan Ai ra Cáo trạng vừa xong Bị ba người cầm đao Gõ thẳng vào đầu mấy cái gã vội vàng ngậm miệng oán hận dương ngọc hôm nay đến binh bộ vì chạy quan nên mới đến sắp năm mới rồi lục bộ đều đã phong nha phong ấn có điều dương nhất thanh chưa mang theo gia quyến vào kinh ông ta sẽ ngủ ở tiểu viện mà lúc trước lưu đệ hạ ở coi binh bộ là nhà dương ngọc tức tối vì bị huynh đệ của trương vĩnh chiếm mất vị trí chỉ huy sứ tính toán dương nhất thanh vẫn luôn không có tình cảm gì đối với nội hoạn bản thân mình và ông ta cùng họ năm trăm năm trước là người một nhà cho nên mang theo lễ vật muốn thông qua binh bộ tạo áp lực cho cẩm y vệ lại nói với lưu công công một tiếng chiếc con này có lẽ sẽ được tới được tay không ngờ dương nhất thanh một mực đẩy đưa hai người rằng co cả nửa ngày dương ngọc cũng không mò được lời hứa đồng ý lại không nhận được tin tức cự tuyệt dương nhất thanh chỉ dựa vào một phần bổng lộc không có đường kiếm tiền khác đang lo lắng không lo được việc mừng năm mới phần lễ vật này thật sự không khách khí mà nhận lấy nhận lễ lại không làm việc làm cho dương ngọc buồn bực không thôi y nhanh chóng cáo từ ra khỏi binh bộ vừa vặn nhìn thấy một vị cô nương xinh đẹp ngọt ngào dẫn theo vài người đang nói chuyện trước cửa. Dương Ngọc xưa nay háo sắc, cô gái này dung mạo xinh đẹp, có vẻ phong tình hơn các cô nương trong kinh sư, làm tên sắc quỷ nổi lòng tà dâm, không khỏi cười dâm tiến lên gọi eh, tiểu nương tử. Sau đó nơi kéo làm quen. Tống Tiểu Á nhìn thấy bộ dạng ti tiện của gã thì tức giận. Dương Ngọc ương ngạnh đã quen, thấy cô nương này vải thô áo lam, cũng không giống như cô nương của gia đình giàu có, căn bản lời hỏi thân phận của nàng, còn cho rằng là nữ nhi hay muội muội của binh lính nào đấy, hai bên cũng chưa hỏi rõ thân phận của đối phương móng vuốt của gã đã trở lên vai của cô nương người ta rồi tống tiểu á là người đứng đầu lam choang trong mắt hắn tử lam choang chính là công chúa là vua vừa thấy thủ lĩnh chịu nhục tiểu cô nương lại nổi giận bọn họ lập tức đồng loạt xông lên xuất ra binh khí bắt dương ngọc và mấy tên thuộc hạ lại quan binh ở cửa thế thế lên tiến lên giúp đỡ lần này xong rồi hô vọng sang con đường đối diện hơn 100 người lao đến làm những quan binh này hoảng sợ vội vàng lưu lại giữ cửa phái người thông báo cho Dương Nhất Thanh. Dương Nhất Thanh có nghe qua thanh danh của Dương Ngọc, tiểu tử này háo sắc nhưng lại không thích nữ tử thanh lâu, gã đặc biệt thích câu dẫn phụ nữ nhà lành, chuyên đuổi dẫn với cô nương tức phụ. Nếu là tiểu quả phụ có dung mạo xinh đẹp, lại càng thèm chảy nước miếng. Vị cô nương này nói tán chín phần 10 là sự thật. Ông ta nhìn Dương Ngọc một cái, thầm nghĩ: nếu cô nương này thật sự là người trong lòng của Uy Quốc Công, cây vỗ này của ngươi đã vỗ nhầm rồi. Có điều nói đi thì nói lại, người đúng là nên bị đánh mà dương nhất thanh về mặt ôn hòa nói với tống tiểu ái à hóa ra là dương lăng dương đại <laughs> dương Dương đại nhân hiện tại vinh dự thăng làm uy quốc công nên xưng quốc công gia à, hóa ra cô nương là uy quốc công mời vào kinh quốc công gia bây giờ không ở trong kinh sư à hay là để bản quan dẫn cô đến phủ quốc công đi à đúng rồi một phen hiểu lầm cô nương còn chưa thả dương đại nhân ra trên đường nhiều người để người qua đường nhìn thấy thì không hay lắm đâu tống tiểu ái những mày liễu vui mừng mà nói quốc công gia sao lớn hơn cả tổng đốc sao ha, dương đại nhân lại thăng quan rồi nàng thích thú nói xong cao thấp đánh giá vị quan trước mắt này dâu dài mặc dù không dài như của cha ngô hán siêu nhưng cũng không tính là ngắn ừ, hẳn là người đứng đắn mà tống tiểu ái liền rất rộng rãi khoát tay một cái nói được rồi ông là binh bộ thị lang luận phẩm bậc hai ta cao ngang nhau luận quyền lực ông quản lý ta ta sẽ nể mặt ông thả cái thứ đuôi mù này ra dương nhất thanh ngạc như nói phẩm bậc ư cô cô rốt cuộc có thân phận gì tống tiểu ái nói ta là quan Phan tướng binh trang gia quảng tây tống tiểu ái hoàng thượng ban làm tổng binh hắn mạo phạm ta có tính là xúc phạm quan trên hay không ta có thể mang thì vệ đến binh bộ hay không dương ngọc được người ta thả ra vừa nghe thân phận cô nương người ta lại ngẩn cả người nằm sấp vào đó ngây ngẩn quên cả đứng dậy dương nhất thanh cũng nghe nói qua vị nữ anh hùng này không khỏi tính nể hẳn chắp tay mà nói Hóa ra là tống đại nhân, ai giá mau mau mời vào. Bình lính coi cửa cũng thật không quy củ mà, sao biết thân phận đại nhân mà lại không thông báo chứ? Tống đại nhân, trương công công, mau mời hai người vào. Tống tiểu ái nghe xong mặt nóng bừng, việc này không thể trách binh lính coi cửa. Dương Lăng truyền tin cho nàng, thông qua quân dịch trong thư cũng không nhắc đến chuyện mình đã thăng làm quốc công, chỉ nói với nàng Ngô Hán Siêu đã sắp xếp đến binh bộ, bảo nàng khi vào kinh đến dương phủ trước, còn phải nghĩ cách sắp xếp cho nàng nữa. Nhưng nàng nôn nóng gặp tình lang vừa vào kinh liền chạy đến binh bộ tới trước cửa chỉ thẹn thùng nhỏ nhẹ nói muốn gặp Ngô Hán Siêu Ngô Hán Siêu hiện giờ không có ở trong binh bộ y vừa đến binh bộ cũng không quen biết nhiều tên lính lười để ý đến nàng kết quả Dương Ngọc thấy mỹ nhân sáng mắt lên bước lên bắt chuyện mới tạo thành cục diện này Dương Nhất Thanh dẫn hai người vào nha môn binh bộ Dương Ngọc bò người dậy căn bản không ai để ý tới gã ngâm nghĩ thấy cô gái này bất kể là quan hệ cá nhân với Dương Lăng hay là chức quan đang làm căn bản không phải là người mà một thiên hộ như gã có thể động tới chỉ đành nuốt cục tức này xuống mà cút xéo dương nhất thanh và hai người vào phủ bảo người dâng trà lên ba người đàm đạo một phen ông ta cố ý tiết lộ ý đồ của dương ngọc cho trương vĩnh nghe trương vĩnh vừa nghe tên khốn kiếp kia vừa muốn đoạt vị trí của huynh đệ ông ta hận đến nghiến răng nghiến lợi sớm biết có chuyện này ban nãy ông ta cũng muốn đánh dương ngọc một trận Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 157 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.